Wow, các bạn ơi, cái gì kia nhở? Ui, cái gì đây nhở? Wow, con gì đây? Ui, con gì đây? Bắt nha. Wow, sợ lắm này. Wow, ui chà, các bạn ơi. Wow, đây là một con rết này các bạn ơi. Đấy, wow, ui chà. Wow, nó vẫn còn sống này các bạn ơi. Wow, cái đầu của nó này. Đấy, wow, có cả răng nanh này các bạn ơi. Wow, một con rết nhá. Ui, cho vào đây nhá các bạn ơi. Cho vào đây. Wow, ấy. Cho vào đây nhá, tí về ngâm rượu. Rồi đi tìm đồ chơi tiếp đi các bạn ơi, xem nào. Ui, cái gì kia nhỉ các bạn ơi? Wow. Ui chà. Wow, lắm cần cẩu thế các bạn ơi. Có cả khủng long này. Kia nữa kìa. Wow, nhiều lắm. Rồi, mình sẽ lấy từng em một nhá. Em ném khủng long này. Em. Ui 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 ui. Wow. Em này bị đổ rồi các bạn ơi. Ui. Này. Wow. Một em khủng long rất là to này các bạn ơi. Đấy, em khủng long này đầu rất là to nhá. Wow, mắt của em này, có cả sừng này, có cặp sừng này. Wow, em này bị dính bùn các bạn ạ. Mình cho vào đây tí về tắm cho em đi nhá. Đây nữa này, đây là em xe cứu hỏa này, cần cẩu cứu hỏa này các bạn này. Đấy, dạ, rất là to nhá. Wow, cho vào đây. Ok, rồi đi tìm tiếp đi các bạn ơi. Tiếp tục nào, em này là em gì đây? Ui, một em khủng long nữa. Lên. Ui, chà, wow. Em này đã bị đổ rồi. Một em khủng long ăn thịt nữa này các bạn ơi. Đây là một em khủng long ăn thịt nữa nhá. Rất là to này. Rồi, cho vào đây, tí về mình đem đi rửa em đi nhá. Đây nữa này. Wow, hôm nay mình nhặt được cả hai em xe cứu hỏa cần cẩu các bạn ạ. Rất là to. Cho vào đây. Ui, hai em luôn các bạn ạ. Wow, bê đi nhá. Rồi, đây nữa nè. Trời ơi, nhiều đồ chơi quá các bạn ơi. Đấy, một em xe cần cẩu nữa. Lại chở khủng long này. Em khủng long này có cánh này, nhưng mà em bị mất một cánh rồi. Em khủng long ba đầu luôn các bạn ạ. Rồi, cho vào đây. Ok, tiếp tục nhá. Đấy, em cần cẩu này ác không? Một bánh màu trắng, một bánh màu vàng. Wow. Các bạn ơi, cùng mình đi rửa xe nhá. Đấy, chà, đây. Rất là nhiều đồ chơi nãy mình nhặt được này. Đấy, toàn khủng long bị dính bùn này. Với cả máy xúc cần cẩu mình nhặt được nhá. Bây giờ mình sẽ rửa từng em một nhá. Đây. Đây, em này là em khủng long này các bạn này. Khủng long đầu to nhá. Ok, cho xuống dưới nước nhá các bạn ơi. Wow, em này to lắm này. Wow, u chà. Ui, trời ơi, rất là bẩn nhá. Đấy, mình phải rửa cho em ý. Tắm cho em thật sạch nhá. Cọ chân này. Đấy, wow. Ui, ui, em chuyển sang đầu bé rồi. Đây, đây các bạn ơi, sạch chưa? Rồi, một em khủng long các bạn nhá. Đây, một em khủng long này. Dinosaur này. Ok, đây nữa này. Còn một cái này nữa này các bạn này. Đấy, cái này mới ác này. Đấy, cái này mới ác luôn các bạn ạ. Úi giời ơi, các bạn thấy cái gì không? Đây, một cái đầu khủng long nữa nhá các bạn nhá. Đấy, quạp quạp quạp. Ây da, quạp 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 quạp. Ây da, các bạn thấy không? Cái khủng long này nhá, đầu khủng long này. Cho vào đây luôn. Đấy, thành em khủng long to luôn các bạn ơi. Hi. Rồi, tiếp tục đi các bạn ơi. Rửa tiếp nhá. Cái gì đây? Em gì đây? Đầu to người bé này. Úi giời. Tăng 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 tăng. Úi trời. À, một em siêu nhân nhện các bạn ơi. Hello, Spider-Man. Wow, một em Spider-Man này. Hi cha. Ok, hello. Đứng ở đây nhá. Đứng ở đây vệ khủng long các bạn nhá. Tiếp tục đi. Ui, cái gì đây? Wow. Các bạn ơi, một cái cần cẩu rất là dài này. Đây. Úi da, tắm thật sạch cho em ấy nhá. Wow, các bạn ơi. Ui, cái này gập được này các bạn này. À, gập này, gập cần. Đấy. Ok, một cái cần cẩu rất là dài các bạn ạ. Máy xúc cần cẩu này. Ok. Để đây nhé các bạn nhá. Một em crane. Rồi, tiếp tục đi các bạn ơi. Xem nào, em này là gì đây? Wow. Úi giời ơi, em xe này bẩn quá này các bạn ơi. Hello. Đấy, một em xe đầu kéo. Xe đầu kéo màu vàng nhá. Em này kéo hơi khỏe luôn. Đấy, có hai bạn lái xe ở trên xe này. Rồi. Ok. Nhiều đồ chơi quá, phải rửa thật nhanh các bạn ạ. Ui, em này xúc này to thế các bạn ơi. Wow. Ui giời, ui giời. Ui giời, bẩn lắm, em này xúc này bẩn lắm này các bạn ơi. Wow, rất là bẩn nhá. Phải tắm thật sạch cho em đi nào. Úi giời.
Wow, đẹp lắm các bạn ạ. Để lấy cái này cọ nhé. Úi da. Ok các bạn ơi, một em máy xúc này, excavator. Wow. Đấy, một em excavator đã được tắm sạch các bạn nhé. Wow, nhiều đồ chơi quá các bạn ạ. Tiếp tục đi, còn em nào nữa ở trong này không? À, đây rồi, đây rồi. Một em máy bay này, em máy bay này. Đấy. Hello, một em plane. Máy bay nhé các bạn nhé, chuyên chở khách này. Đấy, đây là cánh quạt của em ấy để bay này. Wow, nhiều đồ chơi quá các bạn ơi. Tiếp tục đi. Nào, còn em gì nữa không? Em này đi. Em này là em gì nhỉ? Một em xe máy này các bạn này. Em xe máy này. Ây da, một em xe máy thể thao các bạn ơi. Đấy. Ui da, bánh quay tít luôn. Ok, cho đây nhá. Rồi, tiếp tục nào. Xem nào. À đây này, có một em này này các bạn ơi. Ui, em này em Z này. Wow, wow. Ui giời, ui giời, ui giời. Wow. Ui da. Đây, bơi dưới nước luôn các bạn ơi. Wow. Hello. Đấy, một em Z này các bạn ơi. Wow. Đấy, em Z này còn sống đây này. Đấy xa. Wow. Cho em Z ra đây nhá. Wow. Tiếp tục đi các bạn ơi. Xem nào. À đây này. Em này là em gì đây? Úi giời, em siêu nhân. Rồi. Wow. Spider-Man and Moto. Một em siêu nhân đi xe máy các bạn ơi. Đấy, siêu nhân nhện nhá. Rồi, cho đây đi. Tiếp tục nhá. Đây nào. Còn em nào nữa không? Ấy, em này là em xe gì đây? Xịn xò thế nhỉ. Úi da. Úi xa. Ấy cha. Ý, sạch rồi các bạn ơi. Đây là một em xe bán tải này. Xe bán tải pick up truck. Đấy. Ok. Xe bán tải nhá. Rồi, tiếp tục này. Còn em nào nữa ở trong này nào? À, đây rồi, đây rồi. Em này em gì đây? Một em xe cảnh sát, police car các bạn ơi. Xe cảnh sát nhá. Một em cảnh sát này, police car này. Wow, ok. Cho đây nhá. Rồi, tiếp tục đi. Thế nào, em gì đây? À, đây, 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 đây. Có em này đây rồi. Một em xe cứu hỏa này các bạn ơi, fire truck. Đấy. Cái thùng này là chở rất là nhiều nước này các bạn này. Cầu thang cho chú lính cứu hỏa trèo lên trên nóc này nhá. Đấy. Rồi. Úi giời ơi các bạn ơi, hôm nay mình rửa rất là nhiều đồ chơi này các bạn ạ. Đấy. Chà, bye bye các bạn nha.